Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến quý vị và các bạn nội dung sau. 28 tỉnh và thành phố của Trung Quốc hứng chịu lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Kính thưa quý vị, mưa lớn và bão trên khắp Trung Quốc đã khiến 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây. Kiang Gangu, điều phối viên quản lý thảm họa Đông Á của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, người vừa trở về từ Bắc Kinh, tỉnh Hồ Bắc bị thiên tai, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với bộ phận tiếng Anh của đài nói rằng có khả năng xảy ra một trận lụt lớn mới ở vùng hạ lưu của hồ chứa Tam Hiệp và lưu vực sông Dương Tử. Đây là trận lụt tồi tệ nhất mà Trung Quốc phải trải qua trong những thập kỷ gần đây, với hàng nghìn người thiệt mạng hoặc mất tích. Báo cáo cho biết một trận lũ lớn đang hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể trở thành thảm họa lũ lụt nghiêm trọng nhất trong những thập kỷ gần đây. Khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp vẫn đang chịu áp lực rất lớn trước sự hình thành của những trận lũ mới. Hạ lưu sẽ là một bài kiểm tra khắc nghiệt. Quan chức của Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế, người chịu trách nhiệm điều phối quản lý thiên tai ở Đông Á và có tên phiên âm là Qiu Huanggu vừa trở về từ Bắc Kinh, từ tỉnh Hồ Bắc bị thiên tai, trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Anh của đài này. Anh nói rằng Trung Quốc đang chuẩn bị cho những trận lũ lụt nghiêm trọng hơn và có khả năng xuất hiện những trận lũ mới ở hạ lưu hồ chứa Tam Hiệp và sông Dương Tử. Mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã lên tới 159m, tài nguyên của Trung Quốc. Đây là mực nước cao nhất từng thấy ở hồ chứa Tam Hiệp, chỉ thấp hơn khả năng chứa lũ chính thức của hồ chứa 16m. Theo số liệu thống kê do Tổng cục Kiểm soát Lũ lụt Trung Quốc công bố hôm nay, tính đến sáng nay có tổng cộng 28 khu vực ở Trung Quốc hứng chịu lũ lụt kể từ đầu năm nay, với tổng số 7.603 ha cây trồng bị ảnh hưởng và dân số 120 triệu người. Hiện tại, 742 người đã thiệt mạng, 367 người mất tích và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 152,4 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, áp lực lũ lớn ở Hồ Bắc đang ở mức nghiêm trọng, mực nước ở Vũ Hán có thể vượt mức cảnh báo và tình trạng lũ lụt bên ngoài và ngập úng bên trong rất nghiêm trọng. Siêu bão Likima đã đổ bộ vào Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Kính thưa quý vị, vào lúc 1:45 ngày hôm qua, siêu bão Likima đã đổ bộ vào bờ biển thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang và sức gió tối đa vùng gần tâm bão là 16 km/h. Bão đổ bộ đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng, nhiều tuyến đường bị ngập nặng, thông tin liên lạc đã bị gián đoạn và ngập lụt ở các mức độ khác nhau. Hình ảnh dưới đây cho thấy một góc ngập lụt của thành phố Ôn Lĩnh. Như siêu bão Likima quét qua nhiều tỉnh thành phố nước ta năm nay, số hiệu quốc tế là 1909. Lúc 1:45 ngày hôm qua, nó đổ bộ vào bờ biển thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, sức gió cực đại vùng gần tâm bão cấp 16, sau đó đi qua các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô và di chuyển vào Hoàng Hải. Lúc 20:50 tối qua, nó lại đổ bộ vào bờ biển huyện Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và sức gió tối đa gần tâm bão là cấp 9. Tại thời điểm đổ bộ, bão đã di chuyển vào biển Bột Hải và suy yếu. Likima đã ảnh hưởng liên tiếp đến Đài Loan, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô, Thượng Hải, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Thiên Tân, Liêu Ninh, Cát Lâm và các tỉnh, thành phố khác, dẫn đến rủi ro thiên tai bao trùm một khu vực 248.000 km2. Theo thống kê từ Bộ Quản lý Khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tính đến nay siêu bão Likima đã khiến tổng cộng 14,024 triệu người bị ảnh hưởng, 56 người thiệt mạng, 14 người mất tích, 15.000 ngôi nhà bị sập và diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 1,137 triệu ha. Trong đó diện tích không thu hoạch là 93.500 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 51,53 tỷ nhân dân tệ. Trong số 11 năm 2022, tạp chí Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã tổ chức và xuất bản 9 bài báo về chủ đề phòng thủ bão Likima. Trong đó thảo luận, giao tiếp và tổng kết việc phòng thủ siêu bão Likima. Bão Likima có cường độ đổ bộ mạnh là cơn bão mạnh thứ 5 ở Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay. Thời gian lưu trú trên đất liền dài, thời gian lưu trú lâu thứ 6 kể từ năm 1949 đến nay, cường độ gió và mưa mạnh nhất kể từ năm 1961 đến nay, phạm vi ảnh hưởng diện rộng với 12 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng liên tiếp, ảnh hưởng thiên tai nặng nề nhất với thiệt hại trực tiếp về kinh tế lớn thứ 2 kể từ năm 2000 đến nay. Do bão Likima đã mang lại thương vong và thiệt hại lớn về kinh tế cho Trung Quốc,
Tại phiên họp lần thứ 52 của Ủy ban Bão tổ chức vào năm 2022, Trung Quốc đã đề xuất xóa siêu bão Likima khỏi tên và vĩnh viễn không sử dụng nữa. Tên thay thế của nó sẽ được chính thức xác định. Những tên bão như Long Vương, Haiyan, Hippocampus và Thỏ Ngọc do Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cung cấp đều là phát triển thành bão mạnh hoặc siêu bão, gây thương vong nghiêm trọng và thiệt hại kinh tế cho Trung Quốc là rất lớn. Bão nhiệt đới lại đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, miền Nam Trung Quốc, nơi vừa trải qua mưa lớn và lũ lụt, sẽ tiếp tục hứng chịu cơn bão nhiệt đới thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần. Theo dự báo, bão Chandu sẽ đến khu vực Hải Nam và Quảng Đông của Trung Quốc vào thứ năm tuần tới. Đài quan sát Hồng Kông đã phát tín hiệu cảnh báo bão nhiệt đới số 3 vào ngày hôm qua. Và mọi hoạt động giao thông trên biển cũng như một số hoạt động ngoài trời ở Hồng Kông đã bị đình chỉ. Nhà chức trách Trung Quốc cũng đã cảnh báo người dân ở các khu vực liên quan tránh ra ngoài. Phần lớn miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá bởi lũ lụt trong những tuần gần đây. Lưu Ninh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước, cũng là Tổng Thư ký của trụ sở cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt quốc gia, nói với các phóng viên rằng 701 người đã chết do lũ lụt cho đến nay và 347 người khác đang mất tích. 175 người chết trong trận lũ lụt ở Nam Trung Quốc, thiệt hại về kinh tế là 19,7 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, những trận mưa xối xả kéo dài hàng tuần qua ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 10 triệu người ở 9 tỉnh, với hơn 200 người chết hoặc mất tích và 15 triệu người bị ảnh hưởng. Một số danh lam thắng cảnh cũng bị hư hại do mưa xối xả, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt và bị phong tỏa. Nhưng chính quyền Bắc Kinh lo ngại hơn về tác động của hạn hán và lũ lụt đối với mùa màng và đến tình cảnh của người dân. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đến thành phố Ngô Châu, Quảng Tây để thị sát và chia buồn với các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, nhấn mạnh rằng quần chúng không nên quá lo lắng, nếu không làm như vậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh và khu vực khác tiếp tục mưa trong tuần tới và một số thành phố khác ở tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến cũng trở thành Yigu. Đến nay, 175 người đã thiệt mạng, 107 người mất tích và hơn 15 triệu người bị ảnh hưởng. Một nửa trong số đó đến từ tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, gần 1,1 triệu người trên cả nước phải sơ tán, hơn 260.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại, 780.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến gần 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,4 tỷ euro. Trước tình hình mưa xối xả, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây sau lễ hội Thuyền Rồng để thị sát và chia buồn với các nạn nhân. Trong đoạn phim CCTV, ông Lý Khắc Cường đã sắn quần và cúi xuống trong ngôi làng, nơi trang trại bị san phẳng bởi trận lở đất, và cùng với các nhân viên cứu trợ làm sạch những viên gạch đỏ khỏi đống đổ nát. Lý Khắc Cường lại tham dự cuộc họp để hướng dẫn công tác cứu trợ lũ lụt, nhấn mạnh rằng quần chúng không nên lo lắng nữa, nếu không làm như vậy sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lý Khắc Cường đã nhanh chóng đi thị sát sau trận mưa, cho thấy sự lo ngại của chính quyền Trung ương vì hỏa hoạn sau đợt hạn hán đầu năm sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng và giá lương thực, do đó ảnh hưởng đến lạm phát và vấn đề vựa rau của công chúng. Tuy nhiên, thảm họa do mưa lớn được dự báo sẽ có chiều hướng gia tăng, do Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo sẽ còn mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to ở một số khu vực trong những ngày tới. Trận mưa xối xả đã làm hư hại 15 tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở nhiều tỉnh thành khác nhau, không chỉ ảnh hưởng đến người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến những người đi du lịch Trung Quốc, hàng chục nghìn du khách bị mắc kẹt. Ngoài ra, nhiều danh lam thắng cảnh cũng bị biến thành đầm lầy do mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, trong số đó phải kể đến Thai Sang Wusudi, đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia ở tỉnh Phúc Kiến, có một quần thể công trình hơn 40.000 m2 được bảo tồn từ thời nhà Minh đến nay, sập hơn 30 mét và một số gian phòng bị sập. Nhiều đường phố ở thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập trong nước và nơi ở trước đây của Shenkouwen cũng bị ngập trong nước. Một trận lở đất đã xảy ra ở Lushan, một thắng cảnh nổi tiếng ở Giang Tây. Đường sắt đến Hạ Môn bị mưa lớn cuốn trôi và 2.000 hành khách buộc phải ở lại núi Uli. Du lịch trong các khu vực bị ảnh hưởng dự kiến bị ảnh hưởng lớn. Động đất Yushu ở Thanh Hải, một ngày quốc tang của Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, mới đây đã xảy ra một trận động đất xảy ra ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc và hôm nay đã tròn một tuần. Để thương tiếc hơn 2.000 người thiệt mạng trong trận động đất, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố hôm thứ Tư là ngày quốc tang và tất cả các cơ quan chính thức đều treo cờ rủ cột buồm. Tại Thanh Hải, lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương, người dân trên toàn tỉnh đã chứng kiến cảnh im lặng tập thể kéo dài 3 phút, ô tô tàu hỏa và tàu thủy bấm còi và còi báo động của lực lượng phòng không vang lên để chia buồn. Trong ngày quốc tang, mọi hoạt động vui chơi giải trí trên toàn quốc đều tạm dừng.
Hôm thứ Ba, chính quyền Bắc Kinh từ chối bình luận về việc Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, từ chối đến khu vực bị động đất ở Thanh Hải. Agence France Presse đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Yang Yu hai lần tránh các câu hỏi về các vấn đề liên quan trong cuộc họp báo thường kỳ, chỉ nhấn mạnh các chi tiết của công tác cứu hộ. Số người chết vì trận động đất đã tăng lên 2.064 người, trong đó 175 người mất tích. Theo thống kê chính thức mới nhất, hầu hết các nạn nhân là người Tây Tạng ở thị trấn Jeju. Một tuần sau trận động đất, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục, ngay cả khi hy vọng về nhiều người sống sót đã cạn kiệt. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.